Chờ mấy ngày biết em có làm á trong bụng của mẹ là con trai hay là con gái, nói cho mọi người biết. Đinh đinh số ba, một hai ba là gì? Bùng. Hello, xin chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay á, Alex và Phạm đi siêu âm á, coi thử con là con trai hay là con gái. Mình thuộc là một video cho mọi người được khám phá vỏ của Alex có bảo này. Và mình hỏi trong tất cả mọi người bình luận là suy nghĩ là con gái hay là con trai. Tại vì nói được là nếu thêm chua hay thêm ngọt hay thêm mặn hay là gì bông tròn hay là bù ở bên hay là gì làm. Cũng có người nói là con trai, có người khác nói là con gái, đúng không? Dạ. Nên bây giờ mình sẽ coi thử thật sự là như thế nào. Nên mình có nói sao trong bình luận của mình vậy? Nói 100% là con trai, có người nói thêm chua là con gái. À, thêm chua là con gái, ok. Thêm ngọt là gì? Thêm ngọt là con trai. Có người cũng nói thêm ngọt là con gái. À, ok, tên ngọt không biết. Yeah. Tên mặn là con trai á. Có nhiều người nói khác nhau lắm. À, mà cô nói em bụng như thế nào á? Bụng nhọn là con trai. Bụng nhọn là con trai á. Dạ. Và em có bụng nhọn á? Theo mấy người thấy thì nói bụng nhọn. À, nên có người nói bụng nhọn là con trai, có người nói thêm chua thì em thêm chua nhiều hơn á. Thêm chua nhiều hơn. Bây giờ quán thêm chua nè. À, thêm chua này chút nói dễ nhà ăn chay á, chay cây. Nên thêm chua là con gái mà buông nhọn là con trai. Có một người á nói 100% chắc chắn là con trai á. Dạ, ok. Mà cũng có nhiều người khen nói chồng nói tiếng Việt giỏi. À, quý cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người á. Cái này Alex hạnh phúc mà Alex biết là chua nói rõ đủ đúng không? Dạ, chua nói rõ đủ mà tụi sẽ biết à. Tùng xin cái video của mình á, đăng ký kênh mình, tụi sẽ thấy Alex nói rõ hơn. Yeah. Ok, bây giờ mình phải đúng rồi là phải chuẩn bị đi đi bệnh viện á. Yeah, đi siêu âm á. Ok, và khi đi về mình sẽ nói cho tất cả mọi người biết là con trai hay con gái. Yeah. Ai đúng ai sai chưa biết được, có siêu âm bác sĩ sẽ biết được. Bác sĩ sẽ biết, sau đó là mình biết. Right. Sau đó mình cho mấy người biết. Yeah. Ok đi. Ok. Hoa đào đẹp quá đi. Mùa này hoa nở đẹp quá. Đi siêu âm mà thấy hoa đẹp quá. Để đứng lại ngắm một chút. Đây là bệnh viện đây. Đây là bệnh viện hả chồng? Đúng ạ. Đây là bệnh viện, còn phía trên đây là kiểu laboratory ở Việt Nam, là chỗ trung tâm xét nghiệm máu rồi á, còn chỗ đây là bệnh viện, nó chia là hai khu. Còn Việt Nam thì hình như nó giống nhau hay sao á. Ok rồi các bạn, mình tới vô bệnh viện này. Cảm thăm chụp phim à? Đi siêu âm. À, đi siêu âm à. Mình đi siêu âm mới biết con trai con gái là mấy phút nữa mình biết ha. Ok, mình đi ở này nè, hẹn gặp lại chút xíu nữa các bạn. Bên này trời nó cũng nắng đẹp. À, đẹp trời á. Lấy ngay đẹp chụp nhất con trai hay con gái á. Rồi đang chuẩn bị vô bệnh viện. Mình đang đợi đi siêu âm này.
Hồi hộp chưa? Hồi hộp. Hồi hộp rồi á. Con không biết con gái hay con trai. Vậy con gái hay con trai gì cũng là con mà. À, chút mà vui ha. À. Em thích hơn gì? À, con gái. Con gái. Mình có con trai rồi, bây giờ có con gái xuống á. Ok, 5 phút nữa biết. 5 phút nữa sẽ biết cho cả nhà đều biết là con gái hay con trai nha. Hồi hộp quá đi. Này. Hộp này. Cho cả nhà xem qua bụng. À, này. Sắp tới giờ đi vô siêu âm rồi, hẹn gặp lại cả nhà chút xíu nữa nha. Okay, hẹn gặp lại chút nữa. Bye bye. Ok, bây giờ đi ra thôi. Đi về. Anh mừng. Đi ăn làm gì á con? Rồi, bây giờ mình đi nhà rồi. Bây giờ Ok. Mình mới về nhà rồi, bây giờ chuẩn bị đi nhà anh mừng á. Chút nữa mình nói cho mọi người biết là con trai hay con gái á. Mình về nhà thay quần áo cho đẹp sạch sẽ á. Cho đi nhà anh á. Đi em đẹp trai nè. Đi em chào mọi người đi con. Chào mọi người. À, thằng đã vô chỗ anh đi lạc con xe tôi nhận cho chính nhà hàng liam thích tiêu mũ qua Alex chơi khi Alex 4 tuổi á. Bây giờ liam gần 4 tuổi tiêu mũ lại này. Thằng 4 tuổi đeo mũ lại của cha. Rồi mẹ biết liam là mẹ tại sao liam đi nói đây hơn. Tại sao? Để sạc siêu thay vào. Vậy hả? Vậy hả? Ô là lờ. Liam đeo cái đó có thấy gì không? Không. Không. Không thấy gì hết. Đi quần áo rồi đi tìm vàng đấy. À, nó đi tìm vàng. Một viên tìm gì á? Rồi. Trên pháp chủ trezor. Rồi. Nó như một cốc vàng nhá. Kho báu á. Cốc báu á? Rồi, kho báu. Này đang tìm cốc báu này. Rồi, em đi tìm kho báu. Cốc bông này. Ô, đúng rồi. Papa, con va trouver du trezor. Papa. Oui. Ok. Em đi tìm cốc báu này. À. Nhưng chồng là cốc báu của vợ. Ừ, chồng là kho báu của vợ. Chồng với con là kho báu của vợ. Vợ không cần phải tìm nữa. Anh Việt Nam này, anh mừng á. Chút nữa biết nhé. Mình bắt đầu anh mới này cho mọi người biết đó. Anh mong cái gì á. Đấy. Có bò nè. Bò lúc lát. Đó, Alex kêu bò lúc lát. Con đi ăn qua ông ba. Ok. Cho bà bầu ăn tô phở bò. Thơm ngon quá. Chúc hai cho con ăn ngon nha. Cảm ơn vui vui. Cho nên chúc con ăn rất vui. Đặc cơ mũi. Ngon không? Ngon. Papa. Ăn xong rồi dessert. Ăn căng miệng. Le dessert, c'est écrit là dessert. Il y a tout ça de dessert. Tu veux quoi? Wow, kem dessert tới rồi. Hai cho con ăn kem căng miệng. Merci. Ok, bây giờ mình nói cho mọi người biết em có liam á trong bụng của mẹ là con trai hay là con gái. Nói cho mọi người biết à, đêm đêm số ba một hai ba là gì bông con gái là con gái đúng rồi hai ba bốn mình có con gái rồi mọi người nên chúc mừng cho mình và chúc mừng cho ai được biết là con gái á trong bình luận video thôi. Ai nói bình luận con gái là đúng rồi nha. À, đúng rồi, ai bình luận con trai là lần sau. Lại, có thể lần sau đúng vậy, chưa biết đâu. Cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người đã coi video này. À, mọi người nhớ đăng ký kênh mình nhé, cho giúp kênh mình đi câu lên đó. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.
mình phơ phơ. Mình phơ phơ.